chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngọc Hương nè, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của chúng ta bây giờ nhận được rất là nhiều thư của khán giả nha. Mà không chỉ những vị khán giả lớn tuổi mà có những vị khán giả nhỏ tuổi cũng rất là quan tâm, chia sẻ cảm nhận với chương trình đó. Đúng rồi đó cô Dự Thảo, cụ thể là lá thư Ngọc Hương đang cầm trên tay đây. Thôi mà cô trò mình vào bếp đi để cùng chia sẻ với quý vị khán giả cũng như là giới thiệu món ăn luôn. Rồi. Đây là lá thư của một bạn nam, năm nay 17 tuổi nhưng mà xin được giấu tên cô Thảo à. Bạn đã nói là cảm ơn chương trình đã hướng dẫn nhiều món ăn ngon. Cái câu này dễ thương này, Ngọc Hương đọc tiếp đi. Dạ. Bạn này nói là chương trình của mình thường hướng dẫn những món ăn Việt Nam và Âu, nhưng mà hãy hướng dẫn cho cháu một vài món ăn Trung Hoa mà đơn giản thôi để cháu có thể thực hiện. Cô thấy như thế nào này cô Thảo? Thật sự là trong một năm qua, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã giới thiệu đến quý vị khán giả rất là nhiều món Trung Hoa. Ví dụ như là món mì Hoành Thánh nè, món mì Trường Thọ, hay là món bí xanh tiềm Tứ Hải nè, hay là gà tiềm Hạt Sen nữa đúng không cô? Và hôm nay theo lời yêu cầu của vị khán giả nhỏ tuổi này thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ giới thiệu tiếp đến với quý vị khán giả một món ăn Trung Hoa để bổ sung vào thực đơn các món Trung Hoa. Đó là một món đặc trưng của món Trung Hoa mà cũng rất là quen thuộc đối với người Việt Nam. Nghe hấp dẫn vậy ta. Món gì ha cô Thảo? Đó là món cơm chiên Dương Châu. Để thực hiện món cơm chiên Dương Châu cho 4 người ăn đó, thì chúng ta chuẩn bị khoảng 4 chén cơm trắng nè, 80g xá xíu, một cây lạp xưởng, 80g cà rốt cắt hạt lựu, hành lá, ngò rí, dầu màu điều, tỏi băm, cà hộp, đậu bơ tí boa, tôm khô, 2 quả trứng gà, các loại gia vị thông thường, nước tương Lisa và hạt nêm Aji ngon. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị thực hiện món ăn này nha. Dạ. Ngọc Hương nhớ lưu ý là đầu tiên là phần cơm rất là quan trọng. Chúng ta phải nấu cơm cho nó hơi khô một chút xíu, đừng nấu cơm nhão quá. Khi mà chiên thì hạt cơm sẽ bị nát không ngon. Thứ hai nữa là phần cà rốt này, chúng ta cắt hạt lựu với đậu bơ tí boa này, chúng ta sẽ luộc qua để cho đậu và cà rốt chín trước. Dạ. Phần lạp xưởng chúng ta cũng luộc sơ qua để cho lạp xưởng nở. Còn tôm khô nữa thì chúng ta ngâm cho nở mềm đi và rửa sạch. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt hạt lựu xá xíu, lạp xưởng chúng ta sẽ cắt hạt lựu, chúng ta cho cơm vào trước nè ha. Dạ. Ngọc Hương sẽ cho phần cà rốt này, phần đậu bơ tí boa nữa. Dạ. Rồi xá xíu, cô sẽ tiếp tục cho cà, một muỗng canh dầu màu điều. Rồi bây giờ Ngọc Hương giúp cho cô trộn cái phần này nha. Cô sẽ nêm gia vị vào, 1/3 muỗng cà phê muối thôi. Dạ. 1 muỗng cà phê đường, khoảng 2 muỗng hạt nêm Aji ngon. Dạ. Rồi trộn tất cả là cho thật đều. Dạ. Rồi trong khi chờ cho Ngọc Hương trộn cơm thì là cô sẽ chuẩn bị chảo để chúng ta sẽ làm chín các nguyên liệu này nha. Cô Thảo ơi, Ngọc Hương chuẩn bị cái chảo này nè. Ôi trời ơi. Cô cũng chuẩn bị cho em một cái đồ nghề để em chiên luôn. À. Rồi còn cái này là của cô. Mình có cho dầu ăn vô khi mà mình chiên lạp xưởng lại không cô? Không, vì trong lạp xưởng có mỡ rồi. Chúng ta cho vào, chúng ta xào sơ qua thì mỡ sẽ tươm ra. Còn bây giờ cô xào phần tôm khô thì bắt buộc phải cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu. Chảo Ngọc Hương nóng rồi, bỏ vô nha cô. Rồi, bỏ vô. Đảo đều nha em. Dạ. Rồi sau khi mà cho dầu vào rồi, chúng ta lại tiếp tục cho tỏi vào. Khi cho thơm, chúng ta sẽ cho tôm khô vào. Dạ. Bây giờ để lửa nhỏ thôi, chúng ta đảo đều cho tôm khô bóng lên nè. Chúng ta sẽ rắc đều khoảng 1 muỗng cà phê đường. Và mình chúng ta đảo đều. Tại sao mình phải cho đường vô tôm khô hả cô? Ngọc Hương quan sát đi, sau khi mà cho đường vào đảo đều thì cái tôm khô sẽ được bóng lên, và mỗi con tôm khô như vậy sẽ được áo một cái lớp đường bên ngoài, nhìn rất là đẹp. Và khi ăn á thì con tôm khô sẽ hơi giòn giòn và có vị ngọt ngọt rất là ngon. Rồi, chúng ta đã xong phần tôm khô nè. Ngọc Hương cho cái phần lạp xưởng vào, đừng lấy mỡ. Không lấy mỡ hả cô Thảo? Rồi, bỏ mỡ đi, chúng ta chỉ lấy phần lạp xưởng thôi. À. Chúng ta sẽ trộn luôn phần này chung với lại cơm. Bây giờ là giai đoạn mà chúng ta trộn tất cả các nguyên liệu nè. Ngọc Hương phải trộn cho thật đều nha. Dạ. Chúng ta sẽ đánh đều phần trứng này lên. Chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho trứng vào, khuấy đều. Dạ. Trứng đã đặt lại đó, vừa đặt lên và bông lên như thế này thì chúng ta cho ngay cơm vào. Rồi chúng ta sẽ đảo thật đều và đánh cái phần trứng này ra để cho trứng tan đều ra. Dạ. Hấp dẫn quá, đầy đủ màu sắc luôn.
Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho ngò rí lên và dọn kèm với lại một chén nước tương với lại ớt sắc khoanh. Và cô cũng đã múc sẵn một chén cơm để cho Ngọc Hương thử xem hương vị như thế nào và chia sẻ cảm nhận đối với quý vị khán giả. Ngọc Hương rất là sẵn sàng. Mà cơm chiên Dương Châu mình ăn nóng mới ngon đúng không cô Thảo? Ngọc Hương phải ăn khi còn nóng thì mới ngon. Ngon quá cô Dự Thảo ơi. Cơm á thì tơi nè, ăn mềm, nhưng mà những cái hạt cơm á Ngọc Hương thấy là rất là rời rạc nè, không có dính lại với nhau. Các nguyên liệu á như cà rốt với đậu bo tí bo á thì vẫn còn giòn. Lạp xưởng thì ngon, trứng thì ngon. Tóm lại là món này Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả sẽ yêu thích ngay. Nghe Ngọc Hương diễn tả mà cô cũng muốn thử coi món này ra sao. Chia sẻ cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị khán giả hãy gửi thư về hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.